Hello, xin chào quý cô chú và anh chị. Ngày hôm nay em lại tiếp tục bàn giao một bộ bàn ăn về Cần Giờ cho anh Hoàng. Đây là bộ bàn ăn gỗ gạo đỏ 8 ghế, hiện tại em đang bán với mức giá là 32.500.000 và được làm từ chất liệu là gỗ gạo đỏ Pachi nhóm 1 cao cấp. Và anh đã từ Cần Giờ lên tới cửa hàng để xem sản phẩm bên em và trong ngày. Bên em đã quán hàng, kiểm tra hàng và bàn giao cho anh trong ngày luôn. Qua video này em cũng cảm ơn anh và chị đã là ủng hộ sản phẩm bên em. Cảm ơn anh chị, chúc anh chị thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong mọi công việc của mình đang làm tới. Và mời mọi người cùng em đi bàn giao bộ sản phẩm này nhé. Nếu anh chị cô chú nào mình đang quan tâm về một bộ bàn ăn, hãy liên hệ em thông qua số là 0899012392 hoặc có thể đến ngay địa chỉ Sơn Đông là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, Bình Tân để xem sản phẩm trực tiếp. Hiện tại bên em đang có chương trình giảm giá, mọi người nhanh tay hãy đến ngay cửa hàng bên em nhé.